Xin chào tất cả các bạn. Nguyễn Hòa đang có mặt ở trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa chuẩn bị tham quan và khám phá chùa Tây Tạng. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Đây là quang cảnh bên trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm. Nguyễn Hòa đang có mặt trong khuôn viên chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chùa Tây Tạng này xây theo kiểu phong cách kiến trúc mật tông Tây Tạng và mang màu sắc vàng ống cũng rất đẹp và lạ lẫm. Nguyễn Hòa lần đầu tiên tham quan và trải nghiệm chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Và đây là quang cảnh trong sân chùa Tây Tạng. Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đã tham quan trong chùa Tây Tạng. Và đây là khuôn viên bên trong chùa Tây Tạng. Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là trong khuôn viên chùa Tây Tạng. Với lối kiến trúc mật tông Tây Tạng, chùa Tây Tạng này nhìn rất lạ lẫm. Nguyễn Hòa đang ở trong khuôn viên chùa Tây Tạng, đang tham quan và trải nghiệm chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quang cảnh trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đang tham quan và trải nghiệm trong sân chùa Tây Tạng. Đây là toàn cảnh trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là quang cảnh bên trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hòa đã tham quan chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đây là quang cảnh bên trong sân chùa Tây Tạng. Đây đó. Nguyễn Hòa đang cho chim bồ câu trong ăn trong sân chùa Tây Tạng.
nó nhiều quá mà. Chim bồ câu trong sân chùa Tây Tạng đang ăn đó. Nó bu xung quanh luôn, nhìn đẹp ghê. Đẹp quá trời luôn, chim bồ câu đẹp quá trời luôn. Phải cái em ăn no đó không? Đàn chim bồ câu trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương rất đẹp, đủ màu sắc luôn. Chắc không phải em đâu, em không phải nhát gì đâu, em gan lắm mà. Nó bay đi rồi đó, không phải con nó đâu. Bồ câu trong sân chùa Tây Tạng ở Thủ Dầu Một Bình Dương rất đẹp, xà xuống đang ăn mồi. Nguyễn Hòa đã có mặt ở bên trong chánh điện chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Và bên trong chánh điện có một bức tượng Phật Thích Ca rất lớn. Bức tượng Phật Thích Ca rất lớn ở trong chánh điện chùa Tây Tạng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đang có mặt ở bên trong chánh điện và tham quan bức tượng Đức Phật Thích Ca khổng lồ bên trong chánh điện ở chùa Tây Tạng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đã tham quan bên trong chánh điện và đang tham quan bức tượng Phật Thích Ca khổng lồ bên trong chánh điện ở chùa Tây Tạng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đang tham quan bên trong chánh điện chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa đang ở bên trong chánh điện và tham quan bức tượng Đạt Ma Sư Tổ Tết Bằng Tóc lớn nhất Việt Nam ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Hòa tham quan bên trong khu chánh điện và đang tham quan bức tượng Đạt Ma Sư Tổ Tết Bằng Tóc lớn nhất Việt Nam. Nguyễn Hòa đã tham quan bên trong chánh điện và đang tham quan bức tượng Đạt Ma Sư Tổ Tết Bằng Tóc lớn nhất Việt Nam. Và đây là quang cảnh bên trong chánh điện chỗ Đạt Ma Sư Tổ.
Biển Hòa ra tham quan khu Đạt Ma Đường. Đây là quang cảnh khu Đạt Ma Đường Nguyễn Hòa đang tham quan trong chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là quang cảnh khu Đạt Ma Đường ở trong chùa Tây Tạng Nguyễn Hòa đã tham quan và trải nghiệm. Nguyễn Hòa đang tham quan chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là quang cảnh bên ngoài sân chùa Tây Tạng. Trong chùa có một cái tiểu cảnh hòn non bộ và bên dưới là có nuôi cá koi cũng rất đẹp. Nguyễn Hòa đã tham quan trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và hồ tiểu cảnh này có nuôi cá koi cũng rất đẹp. Nguyễn Hòa đã tham quan trong sân chùa Tây Tạng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.